Cả lớp học cái nét tiếp theo, đó là nét khiêu điểm. Các bạn nhìn nhá, nó hình dáng như này này. Đây, nó sẽ có hình dáng như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình là hạ bút vào với giống như là một cái nét chấm bình thường, hướng của nó khoảng 11:30 như các bạn đã từng học. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nhấn này. Đấy, kéo thêm một đoạn nữa nhá. Xong bắt đầu nó chuyển đi lên trên như này. Đấy, mình sẽ vẽ lại một lần nữa cho các bạn xem nhá. Đi lên trên như này. Chỗ này này, nhấn này, xong mà chỗ này nó sẽ điểm nhấn cho nên nó sẽ đập phóng to ra và hất lên trên như này. Các bạn nhìn nhá, nó sẽ có những cái hướng mũi tên này nhá. Kéo từ trên xuống dưới thì các bạn kéo cho mình được nhẹ này, tới đây tiếp tục nhấn tiếp. Đây là đường mũi tên thứ hai, các bạn hơi đi xuống bên dưới cho bạn trùng cái bút ở đầu lông ở phần phía này. Sau đó các bạn đi hất nhẹ cao lên trên một chút. Chú ý hất không quá cao nhá. Ở đây mình sẽ ghi là hất không quá cao. Đấy, mình sẽ ghi ở đây là hất không quá cao các bạn nhé. Vì cao quá thì nó lại bị chạm với những cái nét phía bên trên. Đấy, cho nên mình sẽ hất vừa phải thôi. Thế thì cái nét khiêu điểm này, hay còn gọi là nét chấm hất này, nhưng mà dạng theo kiểu được viết chấm hất nhẹ thôi. Một nét chấm có hơi móc nhẹ lên trên một chút thôi nhé. Đấy, chứ nó phân biệt với nét hất các bạn nhé. Hất là hất dài từ dưới hất dài lên trên, còn đây là chấm hất. Chúng ta viết một nét chấm xong các bạn hơi hất nhẹ lên trên một chút nếu như là nó có những cái nét, ví dụ như nồi vừa nói là nét phẩy ngắn hay nét chấm dài, giống như các bạn học trong khóa hành thư ấy, thì nó sẽ là chấm nối, chấm đi lên trên. Các bạn nhìn nhá, hạ bút vào với được nhẹ này, nhấn này, kéo một chút nữa này, nhấn bật nhẹ lên trên như này. Đấy, bật được nhẹ lên trên như này các bạn nhé. Các bạn hạ bút vào với được rất là nhẹ thôi nha. Nhấn này, bật nhẹ trên một chút như này. Đấy, nó sẽ ra là nét khiêu điểm này nhá. Rất là dễ làm lại nhá. Kéo thêm một chút nữa, nhấn này, bật nhẹ trên này. Đấy, sẽ ra là nét khiêu điểm này nhá. Nhấn, bật thắt nhẹ trên nha. Thì các bạn kéo lên trên, đuôi của nó còn phải nhọn cho mình nhá. Đấy, đuôi nó nhọn hơn một chút. Thì mình sẽ viết lại cho các bạn xem cái chữ tâm nhá. Nó sẽ có nét chấm trái này. Đấy, nằm móc này, móc nhẹ trên như này. Đấy, chúng ta có thể móc dài hơn một chút như này, đưa lên nhẹ lên một chút nữa cũng được. Sau đó khiêu điểm, các bạn thấy nét khiêu điểm này lúc này nó vẫn là có cái vị trí được viết là ở giữa cái nét nằm móc này, nhưng lúc này nó sẽ được viết thấp hơn một chút xíu, thấp hơn một chút, chấm dài được viết cao lên trên một tí như thế này. Đấy, kéo dài ra. Đấy, nó sẽ có hình dáng như này các bạn nhé. Thế thì tiếp tục mình viết những cái chữ hán tiếp này. Chấm hất này sẽ nối với lại một cái nét phẩy. Đây, phẩy xuống bên dưới như này. Ngang ngắn này, số gọn này, phẩy này. Đây là chữ hoa các bạn nhé. Đấy, thì là kéo nét sổ cong móc vào, kéo cao vào, nhấn bật nhẹ lên trên. Thế thì chấm hất lúc này nó sẽ được viết thay đổi một chút, là nó được viết theo kiểu là hơi đi xuống phía dưới. Ví dụ nhá, nó sẽ có dạng như thế này. Ví dụ nhá, mình sẽ ví dụ cho bạn xem nhá. Ví dụ là nó sẽ có dạng tay to ra như này, xong là bẩy nhẹ lên trên nhá, đúng không? Nó cũng sẽ có theo đây, nó có dạng như thế này, hoặc là nó sẽ có dạng như thế này, như cái chữ hoa vừa rồi đấy, nó hơi đi xuống phía dưới này một chút này. Sau đó là nhấn bật nhẹ lên trên này, tức là nó sẽ thu cái phần phía bên trong này lại, cái phần bên trong bụng của nó lại này, nó thu ví dụ nó thu rộng như này hoặc là thu hẹp như này nhá. Nó sẽ có hai dạng như này các bạn nhé. Đấy, thế thì đây là nét chấm trái chứ nó không phải nét chấm hất. Chấm hất nó là phải là một nét chấm ngắn, hướng của nó là một nét chấm ngắn. Thế nét chấm trái là hướng sang tay trái chứ nó không phải là một nét chấm ngắn như này đó. Đây, các bạn hướng xuống dưới này, các bạn nhấn, các bạn bật nhẹ trên như thế này. Đây là thu hẹp góc độ. Còn không ấy thì nó sẽ là viết mở rộng góc độ ra như này. Đấy, bật nhẹ lên trên. Thì cái chỗ này chúng ta cần phải là tạo ra cái phần điểm nhấn ở đây, phần đuôi của nó nhé. Nào, chúng ta sẽ nằm lại này, viết một loạt những cái nét chấm 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 hất này nhá. Nét này là một nét phụ. Nhấn này, bật nhẹ lên trên như này. Đó, nằm lại nhé. Nhấn, bật nhẹ lên trên như này. Đấy, các bạn cầm bút cao lên trên nhé. Các bạn nhìn cái nét chấm hất này, hạ bút vào với nước rất là nhẹ thôi nhá.
nhấn bật nhẹ trên như này nó ra được nét chấm hất nha. Nhấn này, bật nhẹ trên này, nghĩa là đuôi nó phải nhọn nhé. Đấy, bật hất lên trên là đuôi phải nhọn, nó phải có được cái độ cong cong mềm mềm như này, cong lên trên nó dạng kiểu một vầng trăng khuyết. Nhấn này, bật nhẹ trên này. Đấy, là các bạn sẽ biết được cái nét chấm hất này thôi, rất là dễ. Các bạn nhớ cho mình cái đầu và cái đuôi của nó là đều cần phải nhọn nhé. Đều cần phải nhọn cho mình. Nhấn bật nhẹ trên như này. Được rồi. Các bạn nhìn này, tiếp tục này. Anh em mình tiếp tục mình viết cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn nhớ là các bạn nhấn nhá, nhấn ấy bật hất nhẹ trên này. Biết làm sao là cái phần đuôi này nó cần phải nhọn và nó kéo theo một cái lượng mực nhất định, đi hất nhẹ trên.